Phần 6. Lịch sử và truyền thừa. 1. Cuộc đời Đức Phật và sự phát triển của Phật giáo. Sự chứng ngộ và truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Những giáo pháp này của Đức Phật đã vô tình miêu tả cho chúng ta thấy một nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử Ấn Độ, một con người có ý chí mạnh mẽ, uy nghiêm và đáng tự hào nhưng ngôn ngữ và cử chỉ lại rất nhu hòa và có đức bao dung vô cùng. Ngài tuyên bố đã chứng ngộ, nhưng không phải do thiên khải. Ngài cũng không bao giờ đánh lừa thính chúng rằng Thượng Đế đang nói qua Ngài. Trong các cuộc tranh luận, Ngài tỏ ra kiên nhẫn và tôn trọng ý kiến của người khác hơn bất kỳ bậc thầy vĩ đại nào của nhân loại. Như Lão Tử và Chúa Kitô, Ngài lấy đức báo oán lấy tình thương hóa giải hận thù và ngài chỉ thinh lặng trước những ai không hiểu và nhục mạ mình, khác với nhiều bậc thánh khác, đức Phật có tinh thần hài hước và biết rằng siêu hình học mà không có nụ cười là chưa đủ thanh nhã. Will Durant, 1885-1981. Sử gia người Mỹ, người đạt giải thưởng văn học Pulitzer có rất nhiều dấu hiệu cát tường chào đón thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Người con của đức vua và hoàng hậu đang trị vì vương quốc Ca-tỳ-la-vệ vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Cầu vồng xuất hiện trên trời, loài thú sống hòa bình với nhau và niềm vui hạnh phúc lan rộng khắp đất nước. Trước khi hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa, hoàng hậu mộng thấy nhiều điềm lành và quả thật, thái tử là một đứa bé phi thường khi vừa mới sinh ra thái tử bước đi bảy bước và tuyên bố đây là lần tái sanh cuối cùng của mình từ nhỏ thái tử đã tỏ ra rất kiệt xuất cả về văn chương cũng như thể lực vua cha không cho phép thái tử ra khỏi thành và ngài sống trong sự che chở bảo vệ của mọi người rồi thái tử lập gia đình có một đứa con và hưởng thụ các lạc thú của đời sống cung đình nhưng thái tử rất ưu tư về đời sống của con người vì vậy thái tử cùng người đánh xe nhiều lần lẻn ra khỏi thành ngài kinh hoàng khi bắt gặp những cảnh tượng một người bệnh tật một người già yếu và một xác chết người đánh xe cho thái tử biết rằng những điều đó xảy đến với tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác trong một chuyến đi khác thái tử tất đạt đa nhìn thấy một tu sĩ khất thực du phương ngài được biết rằng vị tu sĩ buông bỏ mọi tài sản này đang đi tìm ý nghĩa chân thực của đời sống và sự giải thoát khỏi mọi khổ đau sau khi trải qua những kinh nghiệm đó thái tử bắt đầu quán chiếu lại mục đích đời sống của chính mình thái tử bắt đầu cảm thấy bất an ngay giữa những lạc thú cung đình và khát khao tìm giải pháp cho các vấn đề của đời sống giải đáp những thắc mắc về sự sống và cái chết không thể chịu đựng thêm nữa cuộc sống phù phiếm vô nghĩa trong hoàng cung thái tử đã quyết định phải hiến trọn đời mình cho những mục đích tâm linh một đêm nọ thái tử rời bỏ vương thành cởi bỏ hoàng bào và mọi thứ trang sức trên mình trở thành một tu sĩ khất thực dù ngài đã theo học với những bậc thầy thiền định danh tiếng nhất lúc bấy giờ và thành tựu được tất cả những điều họ chỉ dạy nhưng ngài vẫn không khám phá ra được bản chất của thực tại cũng không tìm ra được con đường thoát ly khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thế rồi, ngài trải qua 6 năm đau đớn khổ sở để cố tìm cầu chứng ngộ qua con đường khổ hạnh. Cuối cùng, ngài nhận ra rằng sự hành hạ thân thể không thể làm thanh tịnh tâm thức, ngài đã từ bỏ pháp tu này. Thế rồi ngài ngồi xuống dưới một gốc cây Bồ đề trong làng Bodh Gaya ở miền Bắc Ấn, thệ nguyện sẽ không bao giờ đứng lên nếu chưa chứng ngộ nhiều sức mạnh nội tâm và ngoại cảnh đã cố quấy rối sự thiền định của Ngài. Nhưng vào lúc bình minh của một ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Ngài đã hoàn toàn thoát khỏi mọi chướng ngại trong tâm và khai mở toàn bộ những tiềm năng của Ngài. Ngài trở thành một vị Phật toàn giác. Sau đó, trong vòng 45 năm, Đức Phật đã đi du hóa khắp vùng Bắc Ấn và một phần của Nepal ngày nay. Nhiều người phát nguyện sống đời xuất gia với Ngài, cả nam giới và nữ giới. Trong đó, cộng đồng Tăng Ni bắt đầu hình thành. Nam nữ cư sĩ cũng nguyện học theo giáo pháp của Ngài và thọ trì năm giới. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy. Những người cư sĩ dân cúng đất đai để chư Tăng có nơi cư trú và cúng dường các vật dụng cần thiết như thức ăn, y phục, thuốc men đời sống của tăng già rất đơn sơ và giản dị các vị chuyên tâm tu tập và truyền giảng chánh pháp nhiều năm sau đức phật trở lại ca tỳ la vệ để truyền dạy chánh pháp cho gia tộc ngài con trai ngài sinh xuất gia và người di mẫu từng nuôi dưỡng ngài sau khi mẹ ngài mất giờ đây trở thành người phụ nữ đầu tiên xuất gia vợ và con trai ngài đều gia nhập tăng già đức vua cha và hết thảy dân chúng trong vương quốc đều tin và làm theo phật pháp xét từ nhiều góc độ đức phật đã làm thay đổi cả xã hội ấn độ ngài phản đối những nghi lễ thái quá và khuyến khích mọi người nên hiểu biết ý nghĩa của những nghi lễ mà họ thực hiện xã hội ấn độ bị ràng buộc trong định kiến về hệ thống giai cấp nhưng đức phật đã ngăn cấm sự phân biệt giai cấp trong cộng đồng phật tử trong xã hội ấn độ Phụ nữ bị giữ ở trong nhà và có rất ít tự do. Nhưng Đức Phật thừa nhận rằng phụ nữ cũng có khả năng chứng ngộ và khuyến khích họ theo đời sống không nhà của một vị ni. Ngài khuyến khích tăng đoàn hoạt động theo phương thức dân chủ, tạo ra một mô hình làm thay đổi triệt để ngay cả cung cách hoạt động của chính quyền thế tục vào thời đó. Từ đó đến nay, cuộc đời đức phật và triết lý của ngài đã ảnh hưởng rộng khắp thế giới mahatma gandhi người lãnh đạo dân tộc ấn độ thoát khỏi ách thống trị của thực dân anh đã chịu ảnh hưởng từ ngài ông nói tôi không ngần ngại khi nói rõ rằng tôi đã được khích lệ rất nhiều từ chính cuộc đời của đấng giác ngộ tình thương bao la vô tận của ngài trải rộng đến muôn thú đến những chúng sinh thấp kém nhất và ngài luôn nhấn mạnh đến sự thuần khiết của cuộc đời. Sự truyền bá đạo Phật. Không lâu sau khi Đức Phật nhập diệt hay nhập niết bàn, 500 vị A La Hán đã nhóm họp và tụng đọc lại những lời Phật dạy để giữ gìn và hệ thống hóa những lời dạy ấy. Những kinh điển này được ghi nhớ và truyền miệng qua nhiều thế kỷ cho đến khi được ghi chép lại ở Tích Lan vào khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Tập thành kinh tạng Pali, Nam Phạn thuộc truyền thống Theravada. Trong cuộc đời Đức Phật, Ngài cũng đã thuyết những bài pháp khác được mật truyền từ thầy sang trò trong những thế kỷ đầu sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Người ta nói rằng một số trong những bài pháp này như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được giữ kín cho đến khi hội đủ nhân duyên để truyền bá. Nhiều thế kỷ sau đó, thánh giả Long Thọ Nagarjuna đã làm sống lại kinh điển này. Những kinh điển đại thừa như thế được viết bằng tiếng Sanskrit, Bắc Phạn, bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và nhanh chóng trở nên phổ biến. Vào thế kỷ thứ sáu, các Tantra, Mật Điển một nhóm giáo pháp khác nữa của Đức Phật bắt đầu xuất hiện dưới dạng văn bản. Theo truyền thống Kim Cang thừa, những giáo pháp này do chính Đức Phật thuyết dạy khi còn tại thế. Nhưng vì chúng quá cao siêu, không thể giảng dạy cho đại chúng bình thường được, nên chỉ được âm thầm truyền lại từ thầy sang trò qua nhiều thế kỷ, hoặc được truyền đến những vùng khác để được giữ gìn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Giáo pháp của ngài nhanh chóng được truyền xuyên qua đất nước Ấn Độ rồi sang đến những vùng ngày nay là Pakistan và Afghanistan. Những di tích của nền văn minh Phật giáo vĩ đại này hiện có thể nhìn thấy được trong các hang động Ajanta và Ellora ở Ấn Độ. Với những bức tranh và công trình điêu khắc tinh tế và tượng Phật khổng lồ được khắc chạm vào vách núi ở Pamiyan, Afghanistan. Các đại học Phật giáo được thành lập ở Ấn Độ và là trung tâm tư tưởng tri thức trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, ta vẫn còn thấy được những di tích của viện đại học Nalanda, Phật học viện đầu tiên trong số đó. Sự thực hành sinh động lời Phật dạy đã không còn nữa trong văn hóa Ấn kể từ sau thế kỷ thứ 12, khi Phật giáo bị đạo quân xâm lược hồi giáo tiêu diệt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đạo Phật đối với văn hóa Ấn vẫn còn và đã có sự hồi sinh thực hành sinh động giáo pháp của Đức Phật trong những năm gần đây. Nhiều người dân Ấn thuộc giai cấp hạ liệt nhất đã trở thành Phật tử. Từ một nhóm 500.000 người theo Phật giáo vào năm 1956, hiện nay đã lên đến gần 6 triệu người. Ấn Độ là cội gốc, từ đó Đạo Phật truyền ra khắp châu Á. Vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, vua A Dục đã gửi những phái đoàn hoàng Pháp đến Tích Lan, và Đạo Phật đã bén rễ nơi đây. Từ cả hai nơi, Tích Lan và Ấn Độ, Đạo Phật được truyền sang Thái Lan, Miến Điện và xuống bán đảo Đông Nam Á. Giáo Pháp được truyền đến đó theo từng đợt. Đầu tiên là giáo Pháp Theravada, sau đó là Đại Thừa và cuối cùng là Kim Cang Thừa. Đến thế kỷ thứ bảy, Phật giáo truyền sang đến Indonesia, nơi quần thể tượng tháp Borobudur nổi tiếng được xây dựng vào thế kỷ thứ 9. Trong phần lớn vùng Đông Nam Á, Thái Lan, Miến Điện và Campuchia, truyền thống Theravada đã chiếm ưu thế và cho đến nay vẫn thế. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ta thấy có cả Theravada và những truyền thống khác như thiền, tịnh độ, vân vân. Ở Malaysia và Indonesia, Đạo Phật tàn lụi sau những đợt xâm lược của quân Hồi giáo vào thế kỷ 14. Tuy nhiên, những người Trung Hoa di cư đến Malaysia trong thế kỷ vừa qua đã mang theo Phật giáo trở lại quốc gia này và một số truyền thống Phật giáo đang tồn tại ở Malaysia và Singapore hiện nay. Một số cộng đồng Phật giáo nhỏ vẫn đang còn sinh hoạt ở Indonesia. Vào thế kỷ 3 trước công nguyên, Đạo Phật truyền sang các vương quốc Trung Á dọc theo con đường tơ lụa. Đạo Phật được truyền vào Trung Hoa từ Trung Á cũng như từ Ấn Độ qua đường biển. Những người Trung Hoa hành hương đến Ấn Độ và mang về nhiều kinh điển rồi chuyển dịch sang tiếng Trung Hoa. Đến thế kỷ 4 sau Công nguyên, đạo Phật phát triển mạnh mẽ ở Trung Hoa. Qua nhiều thế kỷ, nhiều kinh điển được nhiều người mang đến Trung Hoa nhưng không theo hệ thống vì vậy sau một thời gian đã nảy sinh sự bối rối về cách thức dung hòa những điểm có vẻ như khác biệt trong các kinh và về phương pháp hành trì được chỉ dạy trong khối lượng kinh văn đồ sộ đó để giải quyết khó khăn này các nhóm đạo tràng nhỏ được hình thành mỗi nhóm được dẫn dắt bởi một tăng sĩ xuất chúng mỗi đạo tràng như vậy chọn một bộ kinh hoặc một nhóm kinh điển làm giáo lý trọng tâm từ đó các truyền thống Phật giáo đa dạng được phát triển ở Trung Hoa. Tịnh Độ Tông và Thiền Tông trở nên phổ biến nhất. Những truyền thống Phật giáo sớm nhất, Theravada, cũng như truyền thống Kim Cang Thừa muộn hơn, đều được truyền sang Trung Hoa nhưng không phát triển rộng. Từ Trung Hoa, những truyền thống khác nhau được truyền sang Triều Tiên bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Từ Triều Tiên, Phật giáo được truyền sang Nhật Bản rồi phát triển rất mạnh vào thế kỷ thứ 9 một số truyền thống phật giáo hiện vẫn còn tại nhật bản như tịnh độ tông thiền tông nhật liên tông và chân ngôn tông chân ngôn tông là một truyền thống của mật tông từ trung hoa đạo phật cũng được truyền theo hướng nam đến việt nam đạo phật được truyền đến tây tạng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ bảy từ nepal và trung hoa ngài liên hoa sinh Padma Sambhava là một hành giả du già Ấn Độ vĩ đại, đã đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9 và làm cho Phật giáo được truyền bá nhanh chóng. Sau một cuộc tranh luận nổi tiếng giữa vị thánh giả Ấn Độ là Kamala và một vị tăng Trung Hoa chủ sướng theo Thiền tông, người Tây Tạng đã xem Ấn Độ là cội nguồn Phật giáo của họ bốn dòng truyền chính của Phật giáo Tây Tạng được hình thành chủ yếu là do sự khác biệt về truyền thừa. Phương thức tu tập hành trì của các phái này đều tương tự như nhau. Từ Tây Tạng, Phật giáo được truyền sang Mông Cổ, Bắc Trung Hoa và một phần của Liên Xô, cũng như khắp vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Mặc dù vua A Dục có gửi các phái đoàn hoàng Pháp đến Hy Lạp vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nhưng mãi đến thế kỷ vừa qua, thế kỷ 19, thì các quốc gia phương Tây mới thực sự biết đến Phật giáo. Thật thú vị là dường như có những dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu đã từng sống ở Ấn Độ vào những năm đầu đời, không được biết đến trong các tư liệu hiện nay. Một văn bản tìm thấy trong tu viện Phật giáo ở Lada, thuộc Bắc Ấn, ghi lại chuyện một người đàn ông trẻ đã học tập ở đó rồi về sau trở lại đất nước của mình. Ngày tháng và những mô tả trong văn bản này giống như những chi tiết tương ứng trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng cần phải có thêm những nghiên cứu lịch sử trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Tuy nhiên, có một sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa lời dạy của Chúa Giêsu về tình thương so với những lời dạy của Đức Phật. Vào thế kỷ 19, một số trí thức phương Tây bắt đầu quan tâm đến giáo lý đạo Phật và triết học phật giáo bắt đầu được giảng dạy ở các trường đại học trong những năm gần đây người phương tây tỏ ra ngày càng quan tâm đến phật giáo nhiều hơn và hiện nay thì tất cả những truyền thống lớn của phật giáo đều đã có chùa chiền tu viện và những trung tâm tu học ở hầu hết các quốc gia phương tây phật giáo đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều người phương tây về mặt tâm linh lẫn tri thức con người trong xã hội tây phương hiện nay rất xem trọng các pháp hành thiền mà đức phật đã dạy để an định tâm thức họ cũng thấy hứng khởi với những chỉ dẫn rõ ràng dễ hiểu của đạo phật về cách thức để phát triển lòng thương yêu và bi mẫn về mặt tri thức đạo phật đã khơi dậy sự quan tâm bằng vào tính hợp lý và cách tiếp cận vấn đề luôn cởi mở thêm vào đó phương pháp tiếp cận vấn đề của đạo phật tương tự với phương pháp của khoa học và thế giới quan của Đạo Phật phù hợp với những khám phá mới của khoa học. Erich Form, nhà phân tâm học và tâm lý xã hội người Mỹ gốc Đức, đã nói rằng Thật là một nghịch lý khi tư tưởng tôn giáo phương Đông hóa ra lại tương hợp với tư tưởng luận lý phương Tây hơn là chính tư tưởng tôn giáo của phương Tây. Một thẩm phán người Anh nổi tiếng, ông Christmas Humphrey, bình luận về Phật giáo, Phật giáo là một hệ thống tư tưởng, một tôn giáo, một nền khoa học tâm linh và một lối sống hợp lý, thực tiễn và bao quát tất cả. Hơn 2.500 năm qua, Phật giáo đã thỏa mãn nhu cầu tâm linh cho gần một phần ba nhân loại. Phật giáo thật cuốn hút đối với những ai đang truy tìm chân lý. Vì Phật giáo không có giáo điều, thỏa mãn cả về mặt lý trí cũng như tình cảm nhấn mạnh vào sự tự lực kết hợp với lòng khoan dung đối với các quan điểm khác, bao quát cả khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, huyền bí học, đạo đức học và nghệ thuật. Và chỉ rõ rằng chỉ duy nhất con người mới là chủ nhân tạo ra đời sống hiện tại của chính mình và cũng là kẻ duy nhất kiến tạo nên vận mệnh của mình. 2 Khái quát về các truyền thống Phật giáo ngày nay. Sự đồng nhất và dị biệt. Đức Phật, một bậc thầy cực kỳ khéo léo, đã thuyết giảng rất nhiều pháp môn đa dạng để phù hợp với nhiều khuynh hướng, tính cách khác biệt nhau. Chúng ta không thể kỳ vọng là mọi người đều thực tập cùng một pháp môn như nhau. Chính vì vậy, Phật giáo hoan nghênh các truyền thống tu tập khác nhau trong đạo Phật cũng như sự đa dạng của các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Dù Phật giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất, nhưng chưa từng có cuộc chiến tranh nào nhân danh Phật giáo hay giáo lý nhà Phật. Chủ nghĩa bè phái được xem là cực kỳ nguy hại, vì khi cho rằng truyền thống này tốt, truyền thống kia xấu, đó là ta đang chê bai giáo Pháp do chính Đức Phật đã thuyết giảng cho một hội chúng cụ thể nào đó. Nhưng điều này không hề mâu thuẫn với lợi ích của sự tranh biện giữa các truyền thống Phật giáo hay thậm chí giữa hai hành giả cùng tu tập theo một truyền thống. Sự tranh biện trong Phật giáo được thực hiện với một động cơ tích cực là nâng cao hiểu biết cho những người tham gia tranh biện. Qua tranh biện, người học suy xét vấn đề sâu xa hơn và giải quyết được những sai lầm của chính họ cũng như của đối phương trong cuộc tranh biện. Vì vậy, các bậc thầy trong phật giáo luôn khuyến khích đồ chúng nêu ra vấn đề và thảo luận về phật pháp những người mới đến với đạo phật đôi khi thấy lẫn lộn giữa các truyền thống phật giáo khác nhau vì vậy ngay sau đây sẽ đưa ra những giải thích ngắn gọn cho dù là chưa tương xứng với tính chất phong phú đa dạng của các truyền thống phật giáo có rất nhiều truyền thống tu tập trong đạo phật nhưng ở đây chỉ trình bày những tông phái chính yếu nhất mà thôi đó là truyền thống Theravada, Tịnh độ tông, Thiền tông và Kim Cang thừa. Truyền thống Theravada. Theravada hay truyền thống Thượng tọa bộ nhấn mạnh đến hai pháp thực hành thiền, Thiền chỉ, Samatha, an định và Thiền quán, Vipassana, minh sát tuệ. Sự thực hành thiền chỉ là để phát triển khả năng tập trung tư tưởng định tâm, chặn đứng dòng tư tưởng huyên náo và phát triển khả năng tập trung nhất tâm vào đề mục thiền định. Sự ra vào của hơi thở là đề mục chính được sử dụng trong pháp thiền tập này và phát triển định tâm với đề mục này sẽ đưa đến trạng thái tâm thức sáng suốt, an tịnh. Thiền quán được tu tập thông qua bốn pháp quán niệm: quán niệm thân thể, cảm thọ, tâm và các pháp qua thực hành tu tập pháp thiền này, hành giả sẽ đạt đến tuệ giác về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các đối tượng quán niệm. Một pháp thực hành khác nữa là thiền quán về tâm từ, được tu tập để phát triển một tâm nguyện chân thành, mong muốn cho tất cả mọi người đều được an lạc và hạnh phúc. Thêm vào đó, truyền thống Theravada khuyến khích sự giữ giới dù đó là năm giới của người cư sĩ tại gia hay những giới nguyện xuất gia của các vị tăng ni. Xen giữa các thời thiền tọa, hành giả Theravada thường thực tập thiền hành. Nhờ bước đi thật chậm rãi nên họ duy trì được chánh niệm trong từng giây phút. Đây là một phương pháp rất hữu ích để giữ cho hành giả luôn sống trong giây phút hiện tại và ý thức sâu sắc hơn về những gì đang xảy ra ngay tại nơi đây vào lúc này truyền thống Theravada nhắm đến việc đạt quả vị A-la-hán, giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Truyền thống tịnh độ Truyền thống tịnh độ nhấn mạnh đến sự thực hành niệm danh hiệu và quán tưởng về Đức Phật A-di-đà. Hành giả tu tập theo truyền thống này mong cầu được tái sinh về cõi cực lạc, Tây Phương tịnh độ, là nơi sẵn có đầy đủ mọi thuận duyên cho việc tu tập chánh pháp khi được tái sinh về tịnh độ hành giả sẽ có khả năng tiếp tục hoàn tất con đường tu tập và chứng đắc quả phật mà không gặp chướng ngại để tái sinh vào cõi cực lạc hành giả tịnh độ quán tưởng thân tướng đức phật a di đà những phẩm tính giác ngộ của ngài và niệm danh hiệu của ngài thêm vào đó hành giả phải sống theo giới hạnh và phát triển khuynh hướng vị tha để đạt được sự an định Hành giả tập trung nhất tâm vào hình tượng quán tưởng của Đức Phật A Di Đà và để đạt được tuệ giác, hành giả quán chiếu về bản thân rốt ráo của Đức Phật A Di Đà và của chính tự thân mình. Tịnh độ tông, Thiền tông và Kim Cang thừa đều thuộc truyền thống Phật giáo Đại thừa. Cho vậy, hành giả tu tập theo ba tông phái này đều hướng đến quả vị Phật. Và nếu muốn thì họ có thể thọ nhận Bồ Tát giới ngày nay tịnh độ và thiền được hành trì kết hợp trong nhiều tự viện thiền tông thiền tông nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh đều có phật tánh do vậy nếu ai đoạn trừ được mọi tri kiến sai lầm và nhận ra được tánh không của tâm thức vị ấy sẽ chứng được quả phật ngay trong đời này hành giả thiền tông tu tập quán chiếu hơi thở và tâm thức trong thiền tông có rất nhiều mẫu chuyện ngắn có thể được suy ngẫm lâu dài. Một trong những mẫu chuyện mà tôi thích nhất nói về Ngài Ban Khi, một thiền sư đang hướng dẫn một khóa tu tập. Có một thiền sinh ăn trộm bị bắt quả tang và sự việc được trình lên Ngài Ban Khi với lời thỉnh cầu trục xuất người ấy. Ngài Ban Khi phớt lờ đi lời thỉnh cầu đó, rồi kẻ trộm tái phạm và lại bị bắt, nhưng Ngài cũng phớt lờ như lần trước quá tức giận, những thiền sinh khác liền đệ trình một thỉnh nguyện, xin trục xuất kẻ trộm và nói rõ là họ sẽ bỏ đi nếu kẻ trộm không bị trục xuất. Ngài ban khây họp chúng và nói: "Các con đều là những người khôn ngoan, các con biết được những gì là đúng đắn, những gì là sai trái. Nếu muốn, các con có thể đến một nơi nào khác để tu học, nhưng người đệ tử tội nghiệp này thậm chí còn không phân biệt được đúng sai." nếu ta không dạy anh ta thì ai sẽ dạy ta muốn giữ anh ta ở lại đây cho dù tất cả các con có bỏ đi hết ngay lúc đó người thiền sinh đã từng ăn cắp bắt đầu rơi lệ từ đó anh ta không còn muốn ăn cắp nữa trong thiền tông có hai chi phái phái thiền tạo động thực hành ngồi yên để phát triển định lực và tuệ quán về sự vận hành và bản chất của tâm thức hành giả theo phái thiền lâm tế thì tham kháng các công án là những câu nói mà tri thức và cảm nhận bình thường không thể hiểu được. Muốn liễu ngộ một công án, thiền sinh buộc phải buông bỏ mọi quan điểm, tri kiến bình thường. Sau đây là một ví dụ. Có hai vị tăng tranh luận về lá phướng. Vị này nói lá phướng động, vị kia nói gió động. Lục tổ đi ngang qua và bảo họ, không phải gió cũng không phải phướng chính là tâm các ông động hành giả thiền tông được khuyến khích lao động thể lực xem đây là cơ hội để vận dụng những gì đạt được trong thiền định vào sinh hoạt thường nhật thiền cũng sử dụng những biểu đạt nghệ thuật như cơ hội để phát triển năng lực tỉnh giác và chính trong ý nghĩa này mà những cung cách tinh tế của nghi thức uống trà và nghệ thuật cắm hoa được phát triển ở những nơi tu tập theo truyền thống thiền trung hoa các vị tăng ni không lập gia đình. Tuy nhiên, nhà cầm quyền ở Nhật Bản muốn các tăng ni phải lập gia đình. Vào nửa cuối thế kỷ 19, nhà cầm quyền Nhật Bản đã ra lệnh bãi bỏ giới điều tăng ni không lập gia đình. Vì vậy, các tăng ni ở Nhật Bản có thể lập gia đình vì hệ thống giới nguyện của họ có khác biệt so với truyền thống Phật giáo khác. Kim Cang Thừa Kim Cang Thừa hay Mật Tông được tu tập trong Phật giáo Tây Tạng và trong chân ngôn tông của Nhật Bản. Sự tu tập Kim Cang Thừa đặt nền tảng trên ba chứng ngộ căn bản trên con đường tu tập. Quyết tâm cầu giải thoát, phát tâm bồ đề và tuệ giác nhận biết tánh không. Kim Cang Thừa là một tông phái của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Đại Thừa dựa trên căn bản Theravada. Hành giả không thể bỏ qua bước tu tập ban đầu vốn là giống nhau giữa Theravada và Phật giáo Đại Thừa nói chung. Để trực tiếp đi vào tu tập Kim Cang Thừa, nếu hành giả bỏ qua ba chứng ngộ căn bản trên đường tu tập và có khuynh hướng lạ lùng rằng tôi sẽ tu tập theo Kim Cang Thừa vì đó là pháp môn tối thắng nhất và đưa đến chứng ngộ nhanh chóng nhất thì sự tu tập của hành giả sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Đây là một điểm quan trọng vì ngày nay có rất nhiều người say mê với ý muốn đạt được những năng lực đặc biệt nào đó, rồi tìm đến với các mật điển, tan tra vì mục đích đó. Nhưng một động cơ như vậy là không đúng đắn. Tu tập Kim Cang Thừa không phải để đạt được quyền năng và danh tiếng thế tục. Tu tập Kim Cang Thừa là để đạt chứng ngộ, và nhờ vậy có khả năng làm lợi lạc cho tha nhân một cách hiệu quả nhất. Để bước vào tu tập Kim Cang Thừa, tâm thức hành giả phải được rèn luyện thuần thục với các đề mục chuẩn bị trong số này bao gồm sự quán niệm về cái chết và sự vô thường tứ thánh đế quyết tâm cầu giải thoát phát tâm bồ đề và trí tuệ nhận hiểu tánh không qua sự rèn luyện với các pháp thiền quán căn bản hành giả trở thành pháp khí thích hợp để nhận lãnh pháp quán đảnh bước vào tu tập mật điển hành giả bắt đầu việc tu tập kim can thừa bằng cách nhận lãnh pháp quán đảnh thường được gọi là lễ khai tâm từ một bậc thầy có đủ phẩm tính trong lễ quán đảnh vị thầy hướng dẫn cách thức thiền quán và người đệ tử thực hành theo chỉ ngồi yên trong phòng và uống nước ban phép không phải là nhận lãnh quán đảnh mục đích của việc nhận pháp quán đảnh là giúp cho người đệ tử thiết lập được mối liên hệ với hóa thân cụ thể của một vị phật và hướng dẫn họ thiền quán về vị phật đó việc nghiêm giữ những giới nguyện đã thọ nhận trong lễ quán đảnh là cực kỳ quan trọng sau khi nhận lãnh pháp quán đảnh hành giả thỉnh cầu một bậc thầy có đủ phẩm tính xin chỉ dạy về những giới nguyện đã thọ nhận trong lễ quán đảnh hành giả cũng có thể thỉnh cầu được hướng dẫn về phương pháp thực hành thiền hành giả tiếp nhận một thánh thể thành tựu pháp sadhana. Một câu châm ngôn được sử dụng với phép quán tưởng, cầu nguyện và thiền quán về vị Phật thánh thể đó, kèm theo là những hướng dẫn của vị đạo sư tâm linh về pháp tu tập này. Nhờ nhận được những hướng dẫn này, hành giả sẽ thực hành thiền quán một cách đúng đắn. Kim Cang Thừa nhấn mạnh sự phát triển khả năng quán tưởng tích cực. Trong cuộc sống đời thường, nếu ta không thể hình dung được ngày tốt nghiệp ra trường, ta sẽ không bao giờ cố gắng và sẽ không bao giờ làm được. Tương tự, nếu ta không thể hình dung mình trở thành một vị phật, ta sẽ không bao giờ thành phật. Phép quán tưởng trong thực hành kim cang thừa giúp ta phát triển khả năng tưởng tượng tích cực và mở rộng khuynh hướng vị tha của mình. Trong kim cang thừa có rất nhiều kỹ năng thiền tập. Một số pháp tu chuẩn bị giúp tịnh hóa các nghiệp bất thiện và làm phát triển những nghiệp thiện có thể có. Đọc tụng thần chú giúp an tịnh tâm thức và phát triển khả năng định tĩnh. Ngoài ra còn có những kỹ năng giúp nhanh chóng đạt đến sự nhất tâm và làm hiển lộ một trạng thái tâm thức cực kỳ vi tế, nhận hiểu được tánh không. Kim Cang Thừa cũng có cả những phương pháp thiền tập để chuyển hóa tiến trình chết và tái sanh thành tiến trình giác ngộ. Tất cả các phương pháp thiền tập đó đều dựa trên nền tảng nhận hiểu được ba chứng ngộ căn bản trên đường tu tập. Nhờ thực tập con đường tuần tự đưa đến giác ngộ như thế, chúng ta có thể đoạn trừ hoàn toàn mọi ô nhiễm trong tâm thức và chuyển hóa thành tâm Phật. Với sự phát triển hoàn hảo tâm từ bi, trí tuệ và phương tiện thiện xảo chúng ta sẽ có khả năng làm lợi lạc rộng khắp trong mọi chúng sinh